Cảm ơn anh đi. Đau đau đi. Cô quý. Ôi, cái đang chảy em đâm rồi. Đưa đưa lên bờ nha. Em đang mổ mổ vào kia cái là nó kéo em vào luôn. Nhưng mà cái lúc em sờ vào đầu như là nhìn nó to lắm. Nhưng mà mày phát hiện ra con gì mà mày chui đấy? Như em thấy cái lỗ kia thì con cá vào đấy. Vậy à, máu vẫn đang chảy này. Nhưng mà xem nó xước to không? Xem nó xước to không để con lấy cái gì nào? Đi đi xuống xem con gì. Thằng Tuyên xem là em nó có xước to không? Không thì gạo cho về nhà đi đi chạm xá luôn. Đấy, chạm xá đi. Cái áo bụt vào anh. Trong lỗ này á. Trong lỗ này gì? Mẹ bây giờ là kiểu đéo hình nhỉ. Trong lỗ này mà. Đây sẻ nó đang chắn miệng lỗ rồi. Con đéo gì nhỉ? Nó lên này. Mình lôi về đi. Cái lỗ này, này kiểu gì? Sàn từ từ nhé. Nhẹ nhàng. Cái sẻng rồi. Đấy sẻng nó cắm giữa miệng này. Chắn ngang này này. Sao? Đúng rồi. Con gì ấy? Con đéo gì giam giáp? Kệ mày đến làm hết tao giật mình. Sờ hay mà chứ, đéo biết sờ vào cái gì nữa cơ. Chứ không phải đâu. Có phải đâu không? Không. Kinh vãi. Phải không? Phải giáp giáp không? Đúng rồi, giáp giáp rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ, bây giờ cái tổ nó đây nhá. Mình bịt vẽ cửa dưới này lại. Xong đào vẽ bên trên. Đúng không? Bịt vẽ cái cửa này lại. Chứ bây giờ cái cửa này nó chìm thế này thì biết thế nào rồi. Cứ cưới đi. Bịt ra. Đào vẽ bên này ra. Nhưng bỏ đào đấy thì đâu nhìn thấy mặt nó hiện ra. Không, ý là mình đào bên trên bung ra để mình... Tay ở sớm nó vào ở đây. Đâu? Nó về đây đây. Đắp luôn đấy. Đó con gì mà gớm ấy. Con gì mà cắn được gạo tay như thế mà. Con ba ba. Nó bảo giống nhưng mà mình nghĩ là không phải bởi vì ba ba nó cắn đéo kinh như thế đấy. Con đấy nó nghiến là đứt luôn. Mới cả ba ba nó cắn kiểu đéo mà ấy được như thế. Ngày xưa tao bị con ba ba cắn mẹ vào đùi này thằng đại biết đấy còn gì nữa. Không, lỗ đâu nhỉ? Còn dưới, còn dưới. Đấy.
rồi. Mở rộng, mở rộng. Để cho xem là nó ngoài lên là con đấy là gì. Gì mà cắn gớm thế kìa. Yeah. Ui, mẹ sờ đấy vào nó rồi đấy. Sờ đấy vào nó rồi đấy. Đúng rồi, đúng. Đang sờ được, tát đứng, tát được nước rồi. Ê, lấy xin được. Đây, đây nhá, dễ cây, dễ cây. Nó thở thở hay sao à? Đấy. Đi, đi. Đi. Ồ, con gì đây? Là cá sấu. Xem đầu đâu nhá. Xem đầu đây. Đây rồi, đuôi đuôi. Đuôi đi. Túm 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 túm. Kìa kìa kìa. Kìa hoa không? Đà thôi. Ui, cái đầu nó bên kia sao á? Ui. Ủa. Có hòn. Ui giời. Ui, con này to đấy. Con này to dã man. Đấy, nó đớp kìa. Nó đớp kìa. Nó đớp. Ui. Mẹ con này nó cắn vào tay rồi. Con này cắn tay, con này phải cắn vào tay phải đi về tiêm ngay rồi. Vì cái dãi của con này nó rất là độc. Ui giời, ui giời. Dãi con này nó độc lắm. Ui. Dãi con này là bản thân nó không có độc, nhưng cái dãi rớt dãi của nó ấy, nó sẽ có độc. Như con to thật. Thật nó đớp mày ấy nhá. Hoặc nó sẽ quay lại đớp tao ấy. Ui giời. Nó đòi nào nước ấy. Nào nước nó chạy đấy. Đồ nhục gì. Bố mày giữ đuôi rồi. Ui giời, chân mình bị nún rồi, chân rút rút thế. Ui. Ê, đâu ra được á. Rút ra đi. Được chưa? Hả? Đâu, nít được phát nó bay lên trên kia nhá. Lên cái bụi nhá. Ừ. Nhá. Ừ. Đỡ mày à. Bầu cọc nhá. Nó cầm cổ lên đi, nó cầm cổ lên đi. Nó quăng một phát lên. Ui trời. Kìa. Ui kìa. Mày đã. Mày nó lao nước rồi mất đấy. Bọn nó lặn kinh luôn. Nào đó. Nó cắn thằng kia rồi. Cứ mật đúng rồi. Này. Chui. Ui. Xem này. Xem đi. Yên. Yên. Ui. Ừ. Đây, mọi người nhá. Đây là một cái hung thủ mà đã cắn sướng. Bởi vì là bọn này nó thích ở dưới nước. Môi trường sống của nó đến nhiều là ở dưới nước. Bởi vì là nó ăn cá mà. Ăn bắt cua, bắt cá nó ăn. Loại này thì nó ăn tất cả những cái con động vật mà kể cả bé hơn nó. Kể cả là dạng thú, mọi người nhá. Thì hôm nay chắc là sướng là thấy cái đầu nó ở trong đấy. Lỗ thì lại tưởng là con ba ba. Đây là thò tay ở móc và bị nó cắn. Loại này ấy, nó cắn và cái vấn đề lôi nó ra rất là khó. Bởi vì là cái móng chân của nó này, nó sẽ hoặc găm vào trong bên trong hang. Mình không thể lôi nó ra được. Gốc cây. Gốc cây có dễ cây ấy. Gốc cây à. Nào giật tay nó. Video này anh em mình xin kết thúc ở đây. Để bây giờ anh em mình sẽ trở về nhà để xem sướng như thế nào đã. Mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Cầm mũi đi.